Hello, chào hai bạn. Hai bạn cô dâu rể là hôm nay được thực hiện chụp hình hình như là cũng gần hết một ngày rồi. Thì thay cảm giác nó như thế nào? Today I feel very happy because I can take wedding photography with my wife. Rất là hạnh phúc hôm nay đi chụp hình hôm nay. Tại sao hai bạn lại chọn hai bộ đồ là với lá cờ Việt Nam? Vì antique Việt Nam. Because Việt Nam ăn cơm nong. Nong quá. Là không. Rồi ạ. Hỏi có thích gái Việt Nam không? Chị Hoan nhà nào thân điều ạ? Gái chứ. Dám nói không? Thích nhiều nhiều. Bất kỳ nhiều. Ngon. Ngon. Sau một ngày làm việc thì cô dâu thấy mạnh không cô dâu? Thấy vui không? Thấy vui, vui cười. Vui bữa nay chỉ có nắng thôi chứ còn như là vui, không có mệt, không có mệt, rất là thoải mái luôn. Mỗi chú rể thì có mệt không? Nề lây mà. Lê à? À, lê y tiền tiền, mong chút mong chút. À, đến không có mệt, mệt một chút thôi nhưng mà đến đây lạnh, mát mẻ. Rồi chị đã chụp hình rất là vui nữa. Nó nói không biết anh nói gì hết mà nó cứ mở miệng ra là cười vậy, hồi nãy nói vậy. Không biết anh nói gì nữa mà thấy là nó nhiều hướng có cười rồi. Xem cái video trên YouTube rất là xiao. À coi cái thách thức danh hài của anh đó. Rất là mất cười. Coi hồi đó em giới thiệu trước rồi. Ủa coi rồi bên đó nói tiếng Việt sao nghe? Em dịch lại cho nghe. Tại như lại nhìn cũng hiểu mà. Sao ta cái người hay mặc đồ cô dâu chú rể, cái người xe hình là cũng hiểu rồi mà. Gia đình khi nào cưới á? Tháng 11, tháng 12. Đúng rồi. Không biết à. Biết nói tiếng Việt là cô giao dạy. Có tình yêu nhiều à, đến chưa chế hôn. Có tình yêu nhiều là đám cưới. Hỏi ông là cảm nghĩ gì về photographer ngày hôm nay? À, 你们拍照很厉害, 而且你们可以用那些布这样弄, 看得到很, 对, 很, 通闷, Thank you so much. Làm lần đầu tiên có người khen á. Thank you so much. Không có gì. À, hỏi ông là sau khi thực hiện đây, sao là về quê nhà rồi có giới thiệu bạn bè đến với rồ tiệm hay không? Cho bạn bè coi rồi, bạn bè nói là có cơ hội thì sẽ đến chụp hình thôi. À, nãy là giới thiệu đang chụp là gửi liền rồi. À, chú rể có vài lời nhắn nhủ cho những người thì, những cặp đôi tiếp theo hay? Ok, xin mời bạn, nếu có thể đến Việt Nam, có thể tìm bạn bè chụp vì họ rất là hài hước, 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 rất là 很有专业感. Em là tìm hiểu về rồi tìm rất là lâu rồi, sau đó thấy thách thức danh hài rồi rất là thích, xong rồi là đăng ký đi ra đây chụp hình. Rồi hôm nay cảm nghĩ là rất là vui, không có mệt, em không có mệt rồi đó. vậy mà đi chụp thấy cô dâu nào cũng than từ mấy cặp mà chưa đi á, thì sao tư vấn thì nghe nói là đi cả ngày như thế này chắc là mệt lắm, rất là phê lắm, mình nhiều cặp đó. Nhưng mà hầu như đi với rồ tiền thì đa số hầu như tất cả rồ đôi thì hầu như là cũng không không rồi, có vấn đề gì này. Vui cười suốt chắc có lẽ là chắc có lẽ là vui. Rất là vui. Có lẽ là đó là cái động cái đó là cái mục tiêu cũng là cái động lực để sắp tới có thể những cặp đôi khác rồ tiền cũng có thể làm như thế để cho cái sự thoải mái nó nhiều hơn, đem cái sự vui vẻ để cho đây với không khí mình chụp hình cảm thấy thoải mái để cho nó qua đi cái cơn mệt đó. Rồi để nhắn câu cô dâu đến với rồi tìm yên tâm không có mệt đâu, cười mệt thôi chứ không có mệt đâu. Đi không có chụp hình không có mệt đâu. Những cái chân răng. Trước khi chia tay với khán giả thì hey. Yeah. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Oh.